Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại video của Đức Cùn TV ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2019. Chủ đề của chính của chúng ta ngày hôm nay đó là chị Mỹ Tâm, chị đã chia sẻ những bí quyết giảm béo sau 3 tuần để có thể tự tin sánh bước bên chú rể Đàm Vĩnh Hưng. Và có thể trong mỗi chúng ta đều rất là ham ngủ và ngủ quên cả mỗi khi thức dậy. Và các bạn biết đấy, để có cái vòng eo đẹp này, có vóc dáng thật là xinh tươi bên chú rể Đàm Vĩnh Hưng thì chị đã trải qua 3 tuần rất là khó khăn và vất vả. Thì đấy, đó là những cái động lực lớn nhất để đem lại sự tự tin cho đấy chị, để chị hoàn thành mục tiêu. Thì đó là chủ đề chính của video của chúng ta ngày hôm nay. Yeah, đi thôi nào. Bí quyết đầu tiên của chị chia sẻ, với một chiều cao 1m69, một vóc dáng gợi cảm và một làn da nâu rất là tây, thì và chị cũng chia sẻ bí quyết đó là trong ăn uống thì chị không quá cầu kỳ, chị chỉ cần ăn no là được, ăn bình thường, không kén chọn đồ ăn đâu. Trong công việc chị phải hay đi lưu diễn rất là nhiều, gặp gì thì ăn đấy. Điều chị nghĩ tâm thích nhất ấy, đó là những cái món ăn do chàng Đàm Vĩnh Hưng nấu, và những cái món ăn đấy thì thường thì Đàm Vĩnh Hưng đã nghiên cứu qua rất là nhiều rồi. Và ngoài chế độ ăn uống do Đàm Vĩnh Hưng nấu thì cô chia sẻ đó là nên ăn nhiều hoa quả và các loại rau củ quả và các loại nước ép từ trái cây. Và phụ nữ thì làm rất là nhiều nước, thì cô chia sẻ đó là chúng ta nên ăn nhiều canh, và canh gì và canh gì và cái những món canh như thế nào thì cô cũng không chia sẻ. Cô bảo ăn gì ăn canh nào cũng tốt cho cơ thể hết. Và cô thường xuyên đó là bơi lội buổi sáng cùng Hưng, và ngoài ra cô cũng cuối tuần rảnh thì cô hay đi bơi lội cùng chàng. Và để có một bơi lội thì nó rất là tốt cho cơ thể và giúp cho tinh thần của cô thoải mái, tuần hoàn tốt, và bơi nó ép cái ngực của cô và cái phổi của cô, thì nó rất tốt cho cô khi mà cô lên sân khấu, nó đủ tự tin và đủ hơi thở để cô cháy bỏng với mỗi lần cô lên sân khấu. Thì bí quyết thứ hai cô chia sẻ đó là chế độ ăn uống, đó là ăn sáng thì buổi sáng cô ăn một quả trứng luộc cộng một ly sữa và cốc nước táo ép và một ít salad rau, và bữa trưa thì cô ăn một bát cơm và rau, buổi tối thì cô ăn lúc 7 giờ và chậm muộn nhất là 8 giờ. Và sau 9 giờ tối thì cô thường là cô không ăn bất cứ thêm một đồ gì. Cô chỉ uống thêm một cốc nước ép trái cây, không đường là càng tốt, ít đường hoặc không đường càng tốt. Và cô tập thể dục nhẹ nhàng, thả lỏng cơ thể và tập những bài yoga động tác nhẹ trước khi cô đi ngủ. Và điều thứ ba đó là về vấn đề đó là quy tắc, đó là quy tắc rèn luyện thể thao, quy tắc về ăn uống, đó là quy tắc về rèn luyện thể thao, đó là cô một tuần cô tập thể dục 6 ngày đều đặn. Còn cái ngày cuối cùng thì cô hơi xả chét đi một tí, là có thể cô đi mua sắm, xả chét cho một tuần làm việc bận rộn. Và đó là thể dục. Còn về chế độ ăn uống thì cô đã ăn theo lập trình thực đơn của giáo sư Phạm Thành Long. Và cô thường xuyên thay đổi những cái chế độ ăn theo dinh dưỡng của những người giảm cân của thầy Phạm Thành Long, của giáo sư Phạm Thành Long. Và sau 3 tuần thì cô đã tự tin là cô giảm được 3kg mỡ bụng. Thì và từ đó thì cô đã tự tin để sánh bước cùng chú rể Đàm Vĩnh Hưng, để cho giới hâm mộ của chúng ta, những người yêu mến Đàm Vĩnh Hưng và những người yêu mến mến cô bạn cô
họ mì tông đông của chúng ta sau tận 30 năm chờ đợi. Và điều đó đó là một cái kết vĩ đại trong lòng showbiz Việt của chúng ta ngày hôm nay. Thì cái lịch trình cưới của cô dâu chú rể Đàm Vĩnh Hưng hình như là cưới vào mùng 8 tháng 3 năm 2020 thì phải. Đấy là cái điều cuối cùng mình biết. Và mình cũng xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của Đức Quỳnh TV. Và Đức Quỳnh xin TV xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nhé. Bye bye.